Thế nhưng mà trời. Chị đi ngồi nhà trai. Ơ, ta thấy cái điện thoại tao không? Gì trời? Hả? Ta nghĩ gần có cục tức cơ ngoại quên cái điện thoại. Ta nghĩ gần có cục tức cơ ngoại quên cái điện thoại. Trời. Rồi cứ đến chơi thoại vui quá. Chưa. Làm gì vậy? Nãy giờ có ai điện tao không? Không. Đã nghĩ lướt một cứt ra ngoài cứ mời kỳ vậy. Có gì đâu kỳ. Phúc mày nhìn ngoài mày. Mày giả bộ ai nhìn. Trời ơi. Bộ chi che đâu mở mắt kìa. Đã gì vậy? Thường tao đang chuẩn bị đi tắm nè. Đâu đây đâu, tao đang không bật kỳ vậy. Có gì đâu, đẹp mà. Tao đang chuẩn bị đi tắm, có gì đâu. Thôi kê bà đi dầm kìa. Cô đi dầm kìa. Trời trời. Mắt tối mà luôn. Ok, hello, xin chào các bạn đến với kênh của Vin Vlog. Hôm nay mình sẽ cho anh Tem. Mình sẽ quấn cái khăn này nè. Quấn giống như là không mặc đồ vậy. Cái mình đi ra đi vòng này, vòng chỗ mấy đứa. Mình là bộ quấn này, quấn kia rồi đi ra. Mình đi tới lui vòng vòng thử coi mấy đứa nó như thế nào nha mấy bạn. Giờ các bạn cùng theo dõi tiếp theo mình sẽ ra làm, đi làm gì nha. Đúng là ngủ vậy. Quá cứt nước, không có nước tắm gì chứ. Mày trên này có nước không? Có, trên phòng bếp. Phun á, là trên nhà nội trên này nào có nước gì vậy? Nhà ngoài có nước gì vậy? Kêu như vậy ra dưới đây người ngủ không vậy? Ngủ nghe gì giờ này, chiều rồi. Ngủ không còn hả? Đêm thiếu ngủ lắm hả? Nay các bạn kịch bản gì quay không? Không. Tôi là tôi mệt lắm rồi đêm mệt. Bị tai biến hay sao? Hả? À, có bị tai biến không? Khám nghiệm ơi, ta biết chưa nào? Không qua chết mẹ. Đi chơi má đem cái ba tông đây quẩn. Anh á, coi đá banh một thằng kia đeo gậy không chạy đâu. Đây gậy không chạy hay làm gì chạy? Dắt bên hồng lên, dắt chứ cái đá. Đây làm gì? Gì? Đây làm gì? Lên trên nội tắm nè. Ở nhà ấy không tắm đâu. Tự nhiên ngồi đây. Có nước rồi. Đây, 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 có nước này, ngồi xói đây là tắm. Đâu có nghe chuyện gì chuyện kiều á, ngồi tắm bên bờ sông thì con mà chết tóc bên bờ suối đó nhìn ngoài dài ba tóc. Thôi thôi thôi, đây đi tao đi mấy người này nhiễm văn hết rồi. Tao đi tắm văn hồi đó thì viết một hai đĩa rồi về đặt văn nhìn chỗ người ta ngủ lên kiểu cái mí cái gì ta. Ngay ra đĩa. Làm gì quá kìa. Kiếm lá hay gì kìa. Em băng bức lá vô đít hay vậy. Để bụi chuối. Bụi chuối không? Có nè. Ủa? Bụi chuối ăn được không? Được. Nó xạo quá à. Được. Không được trời. Bụi chuối mà ăn gì trời. Ăn nước uống. Chứ là mấy tụi hê đó. Chú thầm ăn đó. Con chú thầm ăn. Cái gì mà ăn hiền hả? À, chú thầm ăn đó. Cái hồi gì đó. Ăn hú dừa thôi, nói nè. Bỏ hú dừa. Giang giờ ổ má nó mất bọt cho nó tự vậy. Giang rồi, anh gió bọt cái mặt đường. Thiên mắt trời. Đi ngồi nhà trai. Ủa ơi, mình thấy cái điện thoại tao không? Vậy trời. Vậy trời. Ta nghĩ gần có ngoài quên cái điện thoại. Trời ơi. Rồi cứ lên điện thoại. Chưa. Làm gì vậy? Nãy giờ có ai điện tao không? Không. Đã nghĩ lướt ra ngoài cứ quên cái điện thoại. Mời kỳ vậy. Có gì đâu kỳ. Phúc mày nhìn ngoài đi mày. Mày giả bộ ai nhìn. Trời ơi. Bộ chi che đâu mở mắt kìa. Đã gì nhìn. Bình thường tao đang chuẩn bị đi tắm nè. Đâu đây đâu. Tao đang không bật cái giấy. Có gì đâu đẹp mà. Tao đang chuẩn bị đi tắm. Có gì đâu. Thôi. Hai cái ông này làm như chai qua dữ lắm. Lén lén của mắt nhìn. Bật cái giấy. Tao thấy đẹp quá gì. Dùng một căn đét rồi giờ làm gì. Trời ơi. Căn đét. Căn đét. Chào bộ ơi. Dạ đi tắm đi bà ơi. Thôi đi. Rồi chị ơi. Thôi ở đây ngồi xíu luôn đi. Sẵn tao đang chuẩn bị đi tắm. Lại đi chạy. Trời ơi. Thôi gì đâu á. Ngồi đẹp mà. Ý chưa ghế tắm thôi. Ờ. Chị ơi. Thôi.
gửi đất cái gì mà gửi đất đã nói là mới gặn sắp lọt cơ ngoài thay đồ đi yếu không được rồi giờ sao vậy nhẵn rồi kêu hoạt tay cho mất rồi giờ gặn hơn nó nhăn da mà cái không được rồi giờ sao mua cái chai bơm tất ta mua cái chai bơm tất ta ghê quá trời ơi cái gì cái cắm này giờ sao kêu chợ mua chai bơm tất kìa bơm vô cái này ôi nó sồn sồn cái này xong kìa kìa mất quá hả xong kìa ủa chạy đây té cười vậy á thằng ở đâu đi ra trời làm gì mất móc cái đó hoài trời móc con đèn nữa nó ủ nước rồi móc cái chết luôn kìa móc cũng bị thay biến mất rồi cụ chuối nè móc đi ngắn kìa nè cụ chuối không đâu móc luôn kìa cà ba mua tắc kè rồi cụ chuối không cụ chuối ủa 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 đâu gắn đâu gắn gắn nè đâu 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 lại gần nó cắn lục nó cũng lục cắn gắn lục cắn mới chết tao kêu gắn lục rồi nó bị lục rồi sao mà cắn tao có bén đâu mà cắn gắn lục vàng nó chết gắn lục thì đâu nữa trời gì nó vậy gì vàng đây gì vậy sao không có chịu không mày ơi nó trời hiểu nghe gì nó vậy éo không được làm gì hoài á éo không được éo không được giống ở trong đây hoài vậy chạy không được ở đây nói là sao chạy rồi ở đây ai giúp được đâu mà ra đây rồi muốn giúp hay gì mà nói vậy ca vậy sao rồi chuẩn bị xì nè 1, 2, 3 cái gì vậy tao cho thịnh tắm mà chồng nó có cái con gì mà mất coi giùm coi vô múc nước xong rồi mà tắm coi lu quá à, chỗ đang đội về con đội chẳng về dưới dưới để đi mệt quá tao cởi ra luôn bây giờ đó mày đặt bông vô khen khen cái dục xong đi hướng dưới con nằm dưới đi mẹ đây đi vô đây thôi vô gì mà vô vô tự nhiên đứng đây trời ỉa ỉa chồng ế đây ỉa không được ở đây ai ở đây ai giúp được rồi vậy kiếm đầu bơm đít bơm cho tao đi trời đi hút tay buồn đi đi mày vô mày bơm đít cho tao đi thôi thôi ỉa không được mẹ đây đi đi thôi bắt đầu vô đây gì đi tỉa đi đi tỉa hoài gì á trời đâu mà có cái khăn lên lớn tới luôn hoài ra thấy gì đẹp không gì thôi hút rồi tay tao biến rồi thử coi chạy hỏng hay chạy cong cái tay nè cái tay chưa đứt thử coi chạy hỏng hay chạy cong cứ ngồi ở đây với nó người ngoài mà mày mặc đồ như mày ra ngồi đây giờ nó nhìn hoài giả bộ kìa ra không giả bộ kìa trời giả bộ bước lá luôn luôn bước lá luôn luôn rồi lại hai ơi lại ngồi đây ngồi xuống coi đợi có nước đó nước gội giờ lỡ gì sao cà ba đi nước thiệt lâu đi tao ăn đồ kỳ vậy cụp nước xuống sông kìa tắm kìa xuống sông đi chạy về rồi tao đi chắc đang dặn ra giờ nó không có nước nó bốn cái đít nó quá người ta không có bộ bịch trơn cứ ngồi đi hoài vậy chứ giờ sao đi nó không ấy vậy sao đứng đây anh hoài trời vô đi trời ngồi vô chi ngồi đây luôn sẵn ngồi đợi xíu nước vô giỏi mấy bay đừng có vô nhà vệ sinh nha tao gặn chưa ra nữa lấy cái lỗ mấy nhận lấy bôi cho ỉa đi nè cái ông nè đang gặn tự nhiên cái con đó ảnh hưởng cái gì nó bay vô cái hông trắng kìa đi võng đi trời ơi chỗ tao đang nói chuyện đi gì mà đi ngồi đây xíu đi tự nhiên chị ra đây ngồi trời trời sao đâu thằng ở đây mày bà cởi cho quyên sớm con đi mày khách tao tao cởi bây giờ mày cởi cho quyên sớm thôi vô đi tao đi ra lần đầu vô đi tao đi tắm đi mệt mày quá à giờ đâu quá nó thèm rồi đừng có dấu hiệu xíu tao giờ là hẹp gì cho ăn đó thèm gì ăn đó đâu quên ôi cái nhậu của tôi nó bị khác không hả ờ nó nghe nào bay gì để được rồi tao gặn ra được cục chút xíu à nói nữa trời ơi chút xíu à rồi đi qua vậy đó tôi ôi cóc quá trời chị giống như bị bón hay sao á giờ dễ không được gặn được chút xíu hả đầu vô đi rồi chưa hết chưa sao mới bắt vậy
Dương Giang hỏi cho thú quốc tôi quan tao đứng hình. Đây muốn cái bộ phải không? Thôi mà làm gì làm đi. Không có mùi đâu. Thôi mệt đi đây quá. Nhận ra chị trời. Đi vô đây đồ đi. Tao hỏi ra luôn cho ai dòm dòm. Giờ là trời. Ai dòm dòm nè. Trời ơi trời. Dạ. Mày đeo lâu vậy? Mày đeo lâu vậy? Ôi. Trời ơi trời gì cũng mưa con giống nữa. Để coi kìa. Bố bơi không? Có gì đâu mấy thằng này mệt chết. Mà me nữa.